Dạ xin chào mọi người, hôm nay em lên clip số 64 nha. Mời mọi người theo dõi clip 64 của bên em. Thì mọi người quan tâm món nào thì vẫn cứ liên hệ số điện thoại cũ nha, 0983880344. Rồi hôm nay em lên là mã đầu tiên ạ. Mã đầu tiên nha, 64.01. Đây là một cây cạo râu Gillette, nó còn cái hộp nha. Cạo râu hộp này, hộp Gillette nè. Đây, một cây cạo râu còn rất là mới nha. Cây này gần như chưa sử dụng luôn. Nói chung còn rất là mới. Thì ở đây nó sẽ có chữ Made in England nha. Tức là Gillette này là của England sản xuất. Gillette là thương hiệu toàn cầu, thì nó có thể sản xuất tại Mỹ, có thể sản xuất tại Anh. Nhưng mà nó là hàng chuẩn xưa nha. Cạo râu này bằng đồng. Made in England. Cái này là cạo râu này bằng đồng nha, hiệu Gillette. Cái này gần như chưa qua sử dụng. Đó, nó còn luôn cái hộp nha. Cái hộp, và ở đây nó có một cái hộp lưỡi dao cạo râu. Cái này thì nó hết lưỡi rồi, mình về mình mở ra mình bỏ cái lưỡi cạo râu vô nha. Đó, Gillette này mọi người thấy không? Rồi giá cho cái hộp này là 600.000 nha. Cái này vừa sử dụng vừa có thể sưu tầm được. Giá 600.000 cho cái hộp cạo râu này. 64.01. Rồi 64.02. 64.02 thì đây là một cái ống dòm. Ống dòm xưa của Nhật. Cái này thì để sử dụng trong các cái rạp chiếu phim hoặc là nhà hát opera. Hoặc để đi ngắm biển cũng được nha. Đi tắm biển thì mình ngắm cũng được. Ở cái này thì cự ly nhìn gần thôi chứ không có xa. Nhưng mà cái này là của Nhật nha. Hàng của Nhật xưa. Đó, mình có thể gặp lại được nè. Đó, cái dòng này thì kích thước khá là nhỏ gọn nha. Mình bấm cái nút này nè, đây nè, nó có nút nè. Mình bấm nút thì nó bật ra. Đó. Còn sử dụng được nha, bao sử dụng. Rồi giá của nó 300.000. 64.02, giá 300.000. 64.03. Thì đây cũng là một cái ống dòm. Ống dòm này thì hàng châu Âu xưa nha. Cái này là hàng châu Âu xưa. Đó, người ta làm cái hộp gỗ nè, những cái bát này nó bằng đồng hết nè, khóa này bằng đồng nè. Hàng cực kỳ chất lượng nha. Nhìn cái hộp gỗ này thôi đã có đủ tiền rồi nha. Cái này là giá 900.000, 64.03 giá 900.000. Đó. Đây là bên trong cái hộp. Còn đây là cái ống dòm nè. Cái ống dòm này á, đó mình gỡ cái nắp này ra. Khi sử dụng thì mình gỡ cái nắp này ra. Mình nhắm á thì đây, mình chỉnh cái tiêu cự là bằng cách mình đẩy ra đẩy vô nha. Cái ống dòm này nhìn rất là rõ nha. Nhìn xa cũng được vài trăm mét à. Cái dòng này nó mini thôi nhưng mà nhìn khá là xa nha. Đó, em có test sơ rồi, nhìn rất là rõ. Cái này là bằng đồng hết nha, bằng đồng và người ta bọc da nè. Người ta bọc da handmade nha, cái này người ta bọc da bằng tay nè. Đó. Rồi giá cái ống dòm này là 900.000 nha. 900.000. Là vừa cái ống dòm và vừa cái hộp. Đó, cái này là rất là đáng để sưu tầm nha. 900.000, 64.03, 900. 64.04. Rồi 64.04, đây là một cái cạo râu. À, đây là một cái hộp cối xay tiêu nha. Sorry mọi người, đây là một cái cối xay tiêu của Anh nè. England nha, nó có để England ở đây nè. Đây là cối xay tiêu của Anh. Đó, đây là, em có bỏ vài hạt tiêu sẵn nè. Thì đây em sẽ xay thử cho mọi người xem ha. Đây. Đó, mình xay thì mình cứ dặn cái này thôi. Đây nè, mình cứ dặn thì nó ra. Mình muốn nó nhuyễn cỡ nào thì mình chỉnh cái con ốc trên này. Nó càng cứng thì cái hạt tiêu nó sẽ càng nhuyễn nha. Đó. Rồi. Đây, đây là cái hạt tiêu em vừa xay nè. Cái dòng này á, thì mình ăn tới đâu, mình sử dụng ở trên bàn ăn trong bếp á, thì mình ăn tới đâu, mình xay tới đó thì nó sẽ thơm hơn nha. Cái hạt tiêu nó sẽ thơm hơn, nó không bị bay hơi đó. Rồi cái này giá 500.000, 64.04, giá 500.000 nha. Cối xay tiêu của Anh. Đó, cái này thì em có hai cái nha. Thì giá 500.000 một cái. Rồi 64.05. 64.05 thì đây cũng là một cái cối xay tiêu thời xưa. Cái này thì em không thấy để của nước nào cho nên là cũng không có biết được. Nhưng mà nó cũng là hàng từ bên Mỹ xách về nha. Từ trong Mỹ, bên Mỹ gửi về. Thì em nghĩ cái này nó là hàng châu Âu xưa. Châu Âu xưa thì hay làm theo cái mẫu này. Thì em cũng có bỏ vài hạt tiêu trong này rồi.
Bây giờ để em xay thử cho mọi người xem ha. Đây. Đó. Cái này cũng vậy luôn, cái này đó mình cũng ăn tới đâu xay tới đó. Cái này cái độ nhuyễn thì mình tùy mình chỉnh nha. Đây. Đó, sự so sánh giữa hai cái này nó còn nhuyễn hơn nữa. Nhuyễn hay không là do mình chỉnh nha. Rồi. Giá cái này 500 ngàn luôn. 64.05. Một cối xay tiêu thời xưa giá 500 ngàn. Rồi 64.06. 64.06 thì đây là một cái khay. Đây là một cái khay nhôm. Khay nhôm thỏ xưa, tức là đây người ta gọi ở nước ngoài người ta gọi là khay nhôm thỏ nè. Đó mọi người nhìn nè, cái hoa văn nó cực kỳ là nét nha. Khay này chất liệu bằng nhôm. Khay này rất là đẹp nha. Cái này là tái bản lại năm 1990 nha. Tức là cái này sản xuất 1990. Còn hồi trước nó thì là 194 mấy lận. Còn cái này là năm 1990 nè. Khay này là sản xuất lại 1990 nha. Đó, khay này hàng bên Mỹ. Rất là nét nha. À, cái kích thước của nó. Kích thước của nó tầm 50 nha. Bề ngang 50. Này 15. 15-50. Cái này 15 này. Còn cái này là 50. Khay này rất là hiếm, rất là đẹp nha. Rồi giá 800 ngàn, 64.06, giá 800 ngàn. Sáu mươi bốn chấm không bảy thì đây là cái khay inox. Khay inox của Mỹ. Ở đây thì em có hai cái nè, một cái phía trên á là hàng chưa qua sử dụng nè, cái phía dưới thì sử dụng rồi. Cái phía dưới sử dụng rồi thì nó sẽ bóng hơn một xíu, nó bóng hơn đó mọi người thấy không? Còn cái chưa sử dụng thì nó sẽ mờ hơn đó, nhưng mà mình dùng một thời gian thì nó cũng sẽ bóng như cái khay này. Còn hai cái nó đều là một loại hết nha, hai cái nó đều một loại hết, một hãng luôn nha. Đó, một hãng và một loại, hàng chuẩn thời xưa hết luôn. Đồng giá 500 ngàn một cái. Mọi người muốn lấy cái mới thì em sẽ gửi cái mới, còn muốn lấy cái đã qua sử dụng thì em sẽ gửi cái đã qua sử dụng. Còn cái chữ US nó sẽ ở đây, đây nha mọi người nhìn giùm em. Cái chữ US nó sẽ ở cái cạnh ngắn, đây là cái cạnh ngắn nè, cạnh ngắn nè, cái cạnh ngắn đây thì nó sẽ ở giữa cái rãnh này này. Đây mọi người nhìn nó ngay đây luôn nha. Rồi cái này cũng vậy luôn. Đó, cái này cũng vậy luôn. Nó cũng ngay chỗ cái cạnh ngắn. Đây, nó sẽ nó có chữ US ở đây. Rồi giá là 500 một khay nha. Đồng giá 500 ngàn một khay, chứ 64.07 500 ngàn. sáu mươi bốn chấm không tám thì đây là một cái nón kép bi. Cái này là hàng của Mỹ, đây Florida này, hàng của Mỹ chưa qua sử dụng luôn. Cái này cái size của nó là 71/4 nha, vòng đầu 57/58. Anh em nào vòng đầu 57/58 thì đội vừa nha. Đó, như em đội nè. Đó, cái này là bán giá thanh lý luôn nha, nón này là bán giá thanh lý rồi. Giá là 1 triệu một cái nha. Cái này là chưa qua sử dụng và hàng chuẩn Mỹ nha. Đây, Florida này, mọi người thấy không? Hàng chuẩn Mỹ chưa qua sử dụng. Rồi giá 1 triệu, 64.08 giá 1 triệu. 64.09. 64.09, đây cũng là nón capi của Mỹ luôn. Cái này cũng chưa qua sử dụng luôn. Cái này thì size 71/8. 71/8 thì vòng đầu 56/57 nha. Anh em nào vòng đầu 56/57 thì đổi vừa cái này. Rồi cái này giá 1.2 triệu nha. Màu xanh lá cây thì nó sẽ hơi hiếm hơn. Màu xanh lá cây thì nó sẽ hơi hiếm nè. Đây gọi màu xanh ô liu nha. Quên. Cái này gọi màu xanh ô liu nè. Rồi giá của nó. Cái này thì nó không để chữ gì nha. Nhưng mà nó cũng là hàng của Mỹ nha. Hàng chưa qua sử dụng 71/8. Size là size 71/8. Rồi giá cái nón này là 1.2 triệu. 64.09 1.2 triệu. 64.10. Đó, 64.10 thì đây là cái này là hoa hậu, là cái này đẹp nhất này. Cái này chưa qua sử dụng. Và cái này là bằng nỉ nữa. Cái này bằng nỉ, nỉ thì nó thường mắc hơn là vải nha. Mấy cái kia bằng vải, còn cái này bằng nỉ nè. 64.10. New York nè.
size của nó 71/2. 71/2 là vòng đầu 5960. Anh em nào vòng đầu lớn lớn một xíu 5960 thì đổi vừa nha. Biểu tượng của Mỹ, con chim. Cái này hàng chưa qua sử dụng. Rồi, cái này giá 1.400.000 nè, cái này là hiếm nhất nha. Những cái nút này là mạ vàng luôn nè. Cái này 1.400.000, giá 64.10, giá 1.400.000. 64.11. Rồi, 64.11 đây là một cái nón capi đen, capi màu đen, hàng chưa qua sử dụng luôn. Đây, New York Made in USA. Cái này giá 1.200.000 nha. À, cái này vòng đầu là 58-59. Vòng đầu 58-59. Ai 57 đội cũng được nha. À, cái này chưa qua sử dụng. Hàng chưa qua sử dụng nha. Đó, nó còn nguyên tem này. Cái này giá 1.200.000, 64.11 giá 1.200.000. 64.12. Cái này size là 71/4, là vòng đầu 57-58. Cái này cũng chưa qua sử dụng luôn, giá 1.200.000 luôn. Tất cả hàng của Mỹ hết nha. Đây. Rồi, giá 1.200.000. 64.13. Rồi, 64.13. Thì đây cũng là một cái nón capi của Mỹ. Cái này thì giống như là chưa qua sử dụng nhưng mà nó hơi dơ tại vì nó màu trắng á. Thành ra nó bị dính gì á. Florida USA. Size của nó là size 71/2 nha, 5960. Anh em nào vòng đầu 5960 thì đổi vừa. À, con chim này rất giá trị nè. Cái logo này bây giờ bán cũng được 500.000 rồi nha. À, logo này của hãng Vanguard nè. Đây nè. Đó, ở đây thì nó có một cái lỗ. Cái lỗ để bắt vào này, nhưng mà cái này em chưa có đục tại vì nếu đục nó bị lủng cái vải này nè, thành ra em chưa có đục, em muốn để nguyên vậy đó. Cho nên là nó hay bị ngã như này. Nếu mà anh em nào về mua về dùng thì mình mở cái vít này nè, đây nè. Mở con tán này nè. Mình đục cái lỗ mình gắn vô. Đó. Rồi cái này giá 1.000.000 nha. 64.13 giá 1.000.000. Nón capi của Mỹ. 64.13. Nón này của Hải quân Mỹ nè. Đây là một cái đèn dầu. Cái đèn dầu của Mỹ. Cái này giá 900 nha. Nó có cái tay cầm này, khá là hiếm nè. Cái dòng có tay cầm thì nó sẽ mắc hơn xíu. 64.14 giá 900.000. 64.15. 64.15. Đây cũng là một cây đèn dầu. Đèn này thì bầu bằng sứ nha. Riêng cái bóng này không, bây giờ mua hết 700.000 rồi, riêng cái bóng này không nha. Đây là bóng riêng của nó. Rồi cái đèn này giá 1.600.000. Đèn này cao tầm 50cm nha, giá 1.600.000. Đó, nó bằng luôn cái khay này. Đèn này cao 50cm nha, giá 1.600.000. Đèn sứ của Mỹ. Rồi 64.16. 64.16 ở đây là một cái bào. Cây bào gỗ hiệu Stanley nha. Stanley này là của USA. Đây nè, nó có ghi nè, USA đây nha, Made in USA. Bào này thì sử dụng cũng được, mà sưu tầm thì càng chất lượng nha. Cái này thì anh em hay sưu tầm, cái này là đồ xưa rồi, còn điều chỉnh được hết nha. Đó, còn điều chỉnh cái lưỡi này được luôn nè. Còn điều chỉnh được nha. Rồi giá cái bào này 800.000 nha. 64.16 giá 800.000. Bào gỗ xưa của Mỹ. 64.17. Rồi 64.17 thì bào thì nó phải có cái thước này đó nha. Đây thêm, đây là cái thước của bên pháo binh USA nè. Cái này là của pháo binh Mỹ thời xưa nha. Thì họ dùng cái thước này để họ
tín độ đó, US này, Chicago này. Rồi cái thước này 200 ngàn nha, thước này khá là to, bề dài tầm 45 nha đó, thước này to lắm. Cái này của pháo binh Mỹ thời xưa. Rồi giá 200 ngàn, cái này bán về cho anh em sưu tầm cho vui nha. 64.17 200 ngàn. Rồi 64.18 thì đây là một cái áo rằng ri M65, áo rằng ri M65 của Mỹ. Áo này độ mới tầm 90%, 90-95%. Size của nó này, cái áo này là đời 83 khóa đồng nha, 83 khóa đồng. Và cái size của nó là size small short này, small short này, cái size này rất là hiếm nha. Size small short này cực kỳ hiếm luôn. Anh em nào cứ cao 1m60 đến 1m65, nặng 60-65kg là mặc đẹp nha. Nói chung anh em nào cứ đều người đó, ví dụ cao 1m65, nặng 63-64-60kg đến 65kg là mặc rất là đẹp. Áo này là khóa đồng Scoville nè, khóa chính là khóa đồng nha, còn khóa cổ này là khóa nhựa. Áo thì không bị rách lũng nha, áo không rách lũng, đều màu. Rồi cái này giá là 1 triệu nha. Lưu ý anh em cao 1m60 đến 1m65, nặng 60-65kg mặc ok nha. Cái small short, size small short nó rất là hiếm. Rồi giá 1 triệu nha. Rồi hôm nay em lên 18 mã thôi. Anh em quan tâm món nào thì cứ liên hệ với em 0983 880 344. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha.